Hello anh em, lại là Ro đây. Thì trong giai đoạn mà Vega vẫn đang tăng giá như hiện tại á, thì một bộ PC để phục vụ nhu cầu cho anh em vừa học tập vừa làm việc vừa chơi game rất là khó khăn. Thì hôm nay mình đã giới thiệu đến anh em một bộ PC có thể phục vụ hầu hết tất cả các điều đó mà anh em cần, đó là chơi game, làm việc, học tập, kể cả render nặng. Nó là FB Titan, một bộ PC có cấu hình là Ryzen 5 56G, RAM 16GB, B450 i Pro Max. Chỉ như đó thôi là đủ. Mời anh em chiêm ngưỡng. Run free and dive into the sky. Here go in, crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache. Như anh em đang thấy trên màn hình ha, mình sẽ xử lý một tác vụ cơ bản. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Photoshop. Thì nó là một phần mềm cơ bản của Adobe thôi. Mình thử xuất ra thì nó vẫn rất là nhanh. Và đây là một nguồn xin chuẩn để làm việc anh em. Xuất ngay lập tức. Thì Ro cũng đã thử xuất một video trên phần mềm Adobe Premiere 2021. Thì FB Titan cho chúng ta một thời lượng là khoảng 8 phút 30 giây cho một video 11 phút xuất ở chế độ 4K anh em ha. Thì mình cũng đã test thử CDMA Bender 23 cho anh em biết được là hiệu năng của con CPU Ryzen 5 56G là như nào. Thì nói về mức mà single core, mức đơn nhân á, thì 6 nhân 12 luồng của em Ryzen 5 56G này thì hơn hẳn con i7-11600G7 dùng ở mức điện là 15W và core i7-7700K anh em ha. Còn tính về mức mà multi-core là đa nhân thì anh em có thể thấy được là mức điểm của nó là hơn 10.000 điểm và hơn hẳn con i9-9880H và Ryzen 7-1700X anh em ha. Với mức điểm này thì anh em có thể biết được là nếu anh em chỉ sử dụng tác vụ văn phòng thì mức điểm ở 200 là đủ, và anh em render video thì mức điểm nó phải trên 2000, và nếu như càng nặng thì chúng ta cần một số điểm càng cao. Và về phần game thủ thì anh em chỉ cần khoảng là 700 điểm là anh em có thể chiến một game Full HD và FPS là 60 rồi. Với từ game đầu tiên Liên Minh Huyền Thoại thì FB Titan cho ta một mức FPS ổn định là 150 khung hình trên giây với mức setting đồ họa là Very Low Setting anh em ha. Thì cũng đúng thôi, một bộ PC văn phòng để làm việc thì nó không thuần túy để chơi game, nên đây chỉ là những lúc mà anh em giải trí sau thời gian làm việc căng thẳng mà thôi. Chúng ta đến với set game set go. Thì đây mức FPS chúng ta đang là 80 mức FPS anh ha. Nhiệt độ CPU khoảng 50%, dùng 28%. Anh em có thể thấy không? Chúng ta để very low hết.
FPS khá là ổn định được.